Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi X-Force, chiếc xe crossover cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi nhập khẩu tại Indo của bên phía Mitsubishi trong video ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2024, những ngày cuối cùng của tháng này, và Top KVN sẽ cập nhật đến với quý chị các bạn những chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tốt nhất có thể dành cho từng phiên bản của X-Force, những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện, về tặng bảo hiểm thân vỏ và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về chiếc xe này. X-Force là một chiếc xe nhập khẩu tại Indonesia, cho nên là nó sẽ không ảnh hưởng về chính sách thuế trong thời gian tới. Khách hàng mà đã ưng chiếc xe này rồi, tầm tiền tầm giá phù hợp với chiếc xe này rồi, hoàn toàn chúng ta có thể chốt đi đăng ký ra biển luôn anh chị nhá, không phải chờ đợi bất cứ một cái gì cả. Đây là một chiếc xe mà tại thời điểm này, nếu như mà để nói về mức giá xe không sau khi trừ đi chương trình khuyến mại nhá, đang là tốt bậc nhất ở trong cái phân khúc cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi này. Thế còn khi mà tính ra lăn bánh, nếu như mà những cái chiếc xe sản xuất lắp ráp trong nước mà được hưởng chính sách giảm thuế, khi tính ra lăn bánh cũng chỉ ngang với X-Force khi mà tính ra lăn bánh tại thời điểm này thôi anh chị ạ. Một cái chiếc xe X-Force mà bên phía Mitsubishi đang phân phối tổng cộng là 4 sự lựa chọn: bản GLX, bản Exit, bản Premium và bản Ultimate. Tất cả các phiên bản này đều là số tự động, tất cả đều có khung gầm, máy móc, động cơ y nguyên như nhau, nó chỉ có khác nhau về option trang bị cho mỗi phiên bản thôi. Tất cả đều sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước, và X-Force sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là một chiếc xe mà có kiểu dáng thiết kế phải nói là rất thể thao anh chị ạ. Ngoài ra nữa, không gian bên trong của chiếc xe này cũng khá là ok, rộng rãi cho cả người ngồi ở hàng ghế thứ nhất lẫn người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Những ngày cuối cùng của tháng 7 theo lịch dương lịch này, cụ thể từng phiên bản giá bán khuyến mại quà tặng lăn bánh tốt nhất như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn như sau để anh chị chúng ta nắm được. Đầu tiên là Mitsubishi X-Force phiên bản GLX. Đây là phiên bản số tự động tầm tiền dễ tiệm cận nhất. Phiên bản nếu như mà so sánh ở trong phân khúc, nó sẽ cạnh tranh với cả Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn, nó sẽ cạnh tranh với cả Kia Seltos phiên bản Deluxe anh chị ạ. X-Force GLX đang có mức giá niêm yết chỉ có 599 triệu đồng thôi. Và hiện tại với những anh chị khách hàng nào ở Hà Nội, ở miền Bắc, đại lý chỉ bán với mức giá xe còn lại nhá, 558 triệu đồng thôi anh chị ạ. Anh chị khách hàng nào ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam thì đại lý đang bán giá nhỉnh hơn một vài triệu, đang bán là 565 triệu. Một cái mức giá rất tốt cho gầm cao 5 chỗ cỡ B nhập khẩu Indo. Vậy thì nếu lăn bánh ở tỉnh phía Bắc mình có nhầm qua là 622 triệu, ở Hà Nội là 654 triệu, ở tỉnh phía Nam là 628 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 648 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh phía Bắc là 622, ở Hà Nội là 654, ở tỉnh phía Nam là 628 và Thành phố Hồ Chí Minh 648 quý chị các bạn ạ. Bản này nếu như mà lấy trả góp nhá, ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 183 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 215 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 203 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 183, ở Hà Nội là 215 và Thành phố Hồ Chí Minh là 203. Với bản GLX của X-Force, bản GLX thôi, nhưng mà đèn pha cốt của nó cũng là dạng LED luôn rồi quý chị các bạn ạ. Giá này thực sự phải nói là rất tốt, giá này còn thấp hơn cả những chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi ở phân khúc cỡ A thôi anh chị ạ. Tiếp theo mình cập nhật đó là X-Force phiên bản Exit. X-Force Exit là một cái phiên bản đang có mức giá niêm yết đề xuất là 640 triệu đồng anh chị ạ. Bản Exit này với khách hàng nào ở Hà Nội, ở miền Bắc nhá, đại lý chỉ bán với mức giá xe còn lại là 596 triệu đồng anh chị ạ, giảm lên tới 44 triệu đồng cho cái phiên bản Exit này. Anh chị khách hàng nào mà chúng ta ở khu vực miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, đại lý đang bán giá là 604 triệu đồng, nhỉnh hơn một vài triệu anh chị ạ. Với mức giá còn lại như vậy, nếu mà lăn bánh ở tỉnh khu vực phía Bắc, mình có nhầm qua của bản Exit này là 663 triệu, ở Hà Nội là 696 triệu, ở tỉnh phía Nam là 671 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 691 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh phía Bắc là 663, ở Hà Nội là 696, ở tỉnh phía Nam là 671 và Thành phố Hồ Chí Minh là 691 triệu đồng anh chị ạ.
Bản này nếu như mà chúng ta mua trả góp thì sao? Ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 187 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 220 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 207 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 187, ở Hà Nội là 220 và thành phố Hồ Chí Minh là 207 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là phiên bản Exit. Phía trên bản Exit đó là Export phiên bản Premium. Bản Premium là phiên bản mà có những cái option cơ bản là đã đầy đủ hết rồi. Bản này cũng rất là ăn khách với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 680 triệu đồng anh chị ạ. Và hiện tại khách hàng nào ở Hà Nội, ở miền Bắc đại lý đang bán là 649 triệu là giá xe còn lại. Anh chị khách hàng nào ở Thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán còn lại đại lý đang bán là 658 triệu đồng anh chị ạ. Với cái mức giá như vậy, còn lại như vậy, bản Premium này lăn bánh ở tỉnh phía Bắc mình có nhầm qua là 720 triệu, ở Hà Nội là 754 triệu, ở tỉnh phía Nam là 729 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 749 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh phía Bắc là 720, ở Hà Nội là 754, ở tỉnh phía Nam là 729 và Thành phố Hồ Chí Minh 749 quý vị các bạn nhé. Nếu như mà lấy trả góp Export Premium thì sao? Ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 207 triệu, ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 240 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 277 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 207, ở Hà Nội là 241 và Thành phố Hồ Chí Minh 227 triệu đồng. Đó là phiên bản Premium. Và bây giờ sang phiên bản cuối cùng, đó là Export phiên bản Ultimate. Phiên bản mà có những tính năng an toàn chủ động trong gói ADAS. Phiên bản mà đang có mức giá niêm yết đề xuất là 705 triệu đồng. Thời điểm trước thì không có chương trình khuyến mại gì cho phiên bản này, nhưng bây giờ thì đã giảm rồi. Khách hàng ở Hà Nội đại lý chỉ bán lên mức giá là 690 triệu đồng thôi, giảm đâu đó là 15 triệu anh chị ạ. Tặng bảo hiểm thân vỏ, tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng camera hành trình. Thế còn với những anh chị khách hàng nào ở vực miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, đại lý chỉ bán với mức giá xe còn lại là 695 triệu đồng thôi. Lăn bánh ở tỉnh phía Bắc bỏ ra là 764 triệu, ở Hà Nội là 798 triệu, ở tỉnh phía Nam là 769 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 789 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh phía Bắc là 764, Hà Nội là 798, tỉnh phía Nam là 769 và Thành phố Hồ Chí Minh 789 quý vị các bạn ạ. Lấy trả góp Export phiên bản phiên bản Ultimate này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 215 triệu, ở Hà Nội tối thiểu là 248 và Thành phố Hồ Chí Minh 235 anh chị nhá. Tỉnh là 215, Hà Nội 248 và Thành phố Hồ Chí Minh là 235. Đó là 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn về Mitsubishi Export trong những thời điểm dịp những ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2024 theo lịch dương lịch này. Nếu như mà giá mà không được giảm lệ phí trước bạ dành cho xe lắp ráp trong nước thì nói về giá bán xe còn lại, nói về giá lăn bánh, Export là một chiếc xe có mức giá tốt nhất ở phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ B trên thị trường anh chị ạ. Vậy thì nếu quan tâm theo dõi về mẫu xe thể thao có cái ngoại thất nhìn cực kỳ là bắt mắt này, một chiếc xe mà đại lý đang có xe sẵn này, nếu như mà muốn qua xem xe lái thử trải nghiệm thực tế thì nhờ quý vị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thế còn ở miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.